Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay, môn công nghệ khối 11. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 23, cơ cấu trục hữu thanh truyền. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, giới thiệu chung. Quan sát hình ảnh thì chúng ta có thể thấy được, đây là cơ cấu trục hữu thanh truyền, thì nó sẽ có 3 nhóm chi tiết chính. Thứ nhất đó là nhóm piston. Các em thấy đây là nhóm piston. Và thì nó sẽ có 4 nhóm piston. Nhóm thứ hai đó là nhóm thanh truyền. Nhóm thanh truyền. Và cuối cùng đó là nhóm trục hữu. Đây là hình ảnh của các nhóm chi tiết khi được tách rời ra. Trong đó, piston, thanh truyền, trục hữu là các chi tiết chính. Đây là đoạn mô phỏng về quá trình làm việc của động cơ. Chúng ta quy ước màu xám ở trong hình là piston. Màu xanh lá cây này là trục hữu và một phần màu xanh da trời đó là thanh truyền. Vậy thì khi động cơ làm việc, piston sẽ có chuyển động từng tiếng trong xi lanh. Trục hữu chuyển động quay tròn. Thanh truyền chính là chi tiết truyền lực giữa piston và trục hữu. Và chúng ta thấy rằng một đầu của thanh truyền sẽ nối với piston, như vậy nó có chuyển động từng tiếng. Đầu còn lại nối với trục hữu, do đó nó có chuyển động quay tròn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhiệm vụ và cấu tạo của từng chi tiết bộ phận này. Piston. Nhiệm vụ của piston. Chúng ta quan sát hình ảnh thì chúng ta thấy rằng piston sẽ có nhiệm vụ cùng với xi lanh và phần nắp máy tạo thành không gian làm việc. Nhiệm vụ thứ hai, nhận lực đẩy của khí cháy rồi truyền lực cho trục hữu để sinh công. Và chúng ta đã học ở bài 21 nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Kỳ sinh công đó là kỳ thứ 3. Kỳ chạy giãn nở. Nhiệm vụ thứ ba là nhận lực đẩy từ trục hữu để thực hiện các quá trình nạp, nén và thải khí. Ngoài ra, ở động cơ hai kỳ thì piston còn sử dụng như một van trượt để đóng mở các cửa nạp, cửa thải hay cửa quét. Hai nhỏ cấu tạo. Đây là hình ảnh của piston. Và piston được chia ra làm 3 phần. Phần đỉnh, phần đầu và phần thân. Đỉnh của piston. Đỉnh piston có nhiệm vụ nhận lực đẩy của khí cháy. Và chúng ta thấy là phần đỉnh là phần nằm ở trên cùng của piston. Đỉnh piston sẽ có 3 dạng: đỉnh bằng, đỉnh lồi và đỉnh lõm. Đây là 3 dạng đỉnh của piston. Đỉnh bằng thì nó có kết cấu đơn giản, diện tích chịu nhiệt nhỏ. Đỉnh lồi thì nó mỏng, nhẹ, sức bền lớn, diện tích chịu nhiệt lớn và thường sử dụng cho động cơ 2 kỳ. Một số đỉnh lồi người ta vẫn sử dụng cho động cơ xăng 4 kỳ. Đỉnh lõm thì nó tạo xoáy lốc để dễ hòa trộn hòa khí. Sức bền kém nhưng sức chịu nhiệt lớn hơn đỉnh bằng và thường sử dụng cho động cơ diesel. Đây là một số thông tin bổ sung thêm cho đỉnh của piston. Đầu của piston. Đầu của piston thì thường nó có các rãnh để lắp xét măng khí và xét măng dầu. Và như hình ảnh của piston này thì chúng ta thấy piston này có 2 rãnh để lắp xét măng khí số 1 và một rãnh để lắp xét măng dầu là số 2. Ngoài ra nó còn có lỗ thoát dầu và lỗ lắp chốt piston
Đây là hình ảnh của xác mang khỉ và xác mang dầu. Chúng ta thấy trên xác mang dầu có khoan các cái lỗ để thoát dầu. Vậy thì xác mang dùng để làm gì? Xác mang có nhiệm vụ bao khỉn bùn cháy. Xác mang khỉ thì ngăn không cho khỉ trên bùn cháy lọt xuống các te. Xác mang dầu thì ngăn không cho dầu bôi trơn từ các te lọt vào bùn cháy. Đẩy rãnh lắp xác mang dầu thì nó có khoan các lỗ nhỏ thông vào bên trong để thoát dầu. Đây là các lỗ thoát dầu. Cô sẽ mở rộng thêm một ít thông tin cho chúng ta. Đó là nhiệm vụ chính của đầu bê tông, đó là bao kín bùn cháy để ngăn khí cháy lọt xuống các te. Như hồi nãy chúng ta mới học. Bởi vì khí mà lọt thì sẽ làm giảm công suất và hao tổn nhiên liệu. Còn nhiệm vụ ngăn không cho dầu bôi trơn từ dưới các te lọt vào bùn cháy, bởi vì dầu mà lọt vào bùn cháy thì khi cháy nó sẽ gây ra mùi than, làm cho động cơ giảm tuổi thọ nhanh. Thông thường thì đường kính của đầu piston nó nhỏ hơn đường kính của thân. Chúng ta tiếp theo phần thân của piston. Thân của piston có nhiệm vụ dẫn hướng cho piston chuyển động trong xi lanh và liên kết với thanh truyền để truyền lực. Trên thân piston có lỗ ngang để lắp chốt piston. Đây là chốt piston, thường nó có hình trụ rộng để lắp vào lỗ piston, lỗ piston. Chúng ta sang phần ba lớn thanh truyền. Nhiệm vụ của thanh truyền thì thanh truyền chính là chi tiết truyền lực giữa piston và trục khuỷu. Chúng ta quan sát phần màu xanh này là thanh truyền. Như vậy một đầu của thanh truyền nó sẽ được nối với piston và đầu còn lại nó sẽ được nối với trục khuỷu. Đây là hình ảnh thực của thanh truyền. Hai nhỏ cấu tạo. Đây là thanh truyền, chúng ta quan sát sẽ thấy nó có nhiều chi tiết. Nhưng mà chúng ta sẽ chia được làm 3 phần chính. Đó là phần đầu nhỏ, phần thân và phần đầu to. Phần đầu nhỏ ở đây, phần thân tính từ chỗ này cho đến đây. Và phần đầu to. Đầu nhỏ của thanh truyền có dàn hình trụ rộng để lắp chốt piston. Đây là phần đầu nhỏ và chốt piston được lắp vào phần này. Thân thì nối đầu nhỏ với đầu to và thường nó có tiết diện ngang hình chữ Y. Nếu như chúng ta sử dụng một mặt phẳng cắt và cắt ngang phần thân của thanh truyền thì chúng ta sẽ thu được tiết diện hình chữ Y. Chữ Y ngắn. Ngoài ra thì thân của thanh truyền nó còn có thêm một số hình dạng khác như là hình oval hay là hình chữ nhật, vân vân. Vậy thì tại sao thông thường cái thân này nó lại có tiết diện ngang hình chữ Y? Chúng ta liên tưởng đến đường ray xe lửa thì thường nó cũng có tiết diện là hình chữ Y. Vậy thì chúng ta có thể giải thích vì sao nó lại có tiết diện như vậy không? Người ta chế tạo tiết diện hình chữ Y để nhằm đảm bảo độ cứng và độ chịu lực. Đồng thời nó cũng giảm đi trọng lượng. Đây là đầu to của thanh truyền. Đầu to thì làm liền khối hoặc là cắt làm hai nửa. Thì theo hình ảnh này thì đầu to là cắt làm hai nửa. Bên trong đầu nhỏ và đầu to thanh truyền có lắp bạc lót hoặc là ủ bi. Vậy thì trên hình này là nó lắp bạc lót.
Tại sao ở đầu nhỏ và đầu to của thanh truyền lại cần lắp bạc lót hoặc là ổ bi? Đây, đây là cái ổ bi lắp vào phần đầu to và ổ bi bên này sẽ lắp vào phần đầu nhỏ. Chúng ta quan sát đây là động cơ khi nó làm việc. Sở dĩ người ta lắp bạc lót hoặc ổ bi vào trong đầu nhỏ để giảm ma sát giữa các chi tiết khi động cơ làm việc. Đồng thời, nó dễ dàng tháo lắp và thay thế khi sửa chữa. Đấy. Các em quan sát khi nó chuyển động thì nó sẽ có những cái chuyển động trượt lên nhau. Nó sẽ gây ra ma sát nên người ta sẽ lắp thêm ổ bi để hạn chế để giảm ma sát. Chúng ta sang phần 4, trục huyễu. Nhiệm vụ chính của trục huyễu đó là nhận lực từ thanh truyền để tạo ra mô men quay kéo máy công tác. Ngoài ra, trục huyễu còn làm nhiệm vụ dẫn động các cơ cấu và hệ thống động cơ. Đây là hình ảnh của trục huyễu. Trục huyễu này dành cho động cơ một xi lanh. Cấu tạo của trục huyễu thì tùy thuộc vào loại và kích cỡ của động cơ. Theo hình 23.4 sách giáo khoa thì đây là trục huyễu động cơ 4 xi lanh. Vậy thì vì sao nó lại nhìn vào cái trục huyễu này chúng ta lại biết được nó là sử dụng cho động cơ 4 xi lanh? Thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau giải thích. Trục huyễu có các chi tiết như là đầu trục, chốt huyễu, cổ huyễu, bá huyễu, đối trọng và đuôi trục huyễu. Và chúng ta cũng phân trục huyễu ra làm 3 phần để dễ nhớ hơn. Nó là phần đầu, phần thân và phần đuôi. Phần thân của trục huyễu thì nó có các chi tiết như sau. Cổ huyễu là trục quay của trục huyễu. Đây, chúng ta nhìn những cái cổ huyễu. Vậy thì nó là trục quay của trục huyễu, do đó nó được bố trí nằm trên một đường thẳng. Chốt huyễu số 2. Chốt huyễu. Như vậy, chốt huyễu để lắp đầu to của thanh truyền. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích vì sao mà nhìn vào trục huyễu này là biết nó là sử dụng cho động cơ 4 xi lanh. Đây, chúng ta sẽ đếm số chốt huyễu trên này. 1, 2, 3 và 4. 4 chốt huyễu này nó sẽ được lắp với 4 đầu to của thanh truyền. Và thanh truyền thì nó sẽ được nối với 4 cái piston. Và mỗi piston thì nó sẽ chuyển động ở trong mỗi xi lanh. Như vậy nó sẽ có 4 xi lanh. Vậy khi chúng ta nhìn vào trục huyễu thì chúng ta có thể biết được nó sử dụng cho động cơ bao nhiêu xi lanh. Mã khuyễu dùng để nối cổ khuyễu với chốt khuyễu, cổ khuyễu với chốt khuyễu. Và chúng ta thấy rằng là mỗi cái chốt khuyễu này nó sẽ có hai cái mã khuyễu ở hai bên. Đấy. Phần đối trọng. Đối trọng có thể làm liền với mã khuyễu hoặc làm riêng rồi hàn hoặc lắp với mã khuyễu bằng gu dông. Đây là hình ảnh của gu dông. Và bên dưới là bu lông. Đấy, để chúng ta có thể phân biệt được gu dông và bu lông. Vậy thì tại sao trên mã khuyễu lại làm thêm đối trọng? Bởi vì đối trọng nó cân bằng khối lượng cho trục khuyễu để cho động cơ hoạt động êm dịu hơn. Đấy, chúng ta thấy đối trọng nó đối phần mã khuyễu này này. Đấy. Phần đuôi trục khuyễu. Đuôi trục khuyễu được cấu tạo để lắp bánh đà, cơ cấu truyền lực tới máy công tác. Đây, phần này. Và nó lắp với cái bánh đà lớn nhất.
Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về cấu tạo và nhiệm vụ của cơ cấu trục huyết thanh truyền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn video về cách hoạt động của cơ cấu trục huyết thanh truyền. Đây. Đây là piston nha. Piston đang chuyển động đi lên ở bên trong xi lanh. Phần này là piston, đây là thanh truyền. Đây là trục huyễu. Phần này là đổi trọng. Đây. Đổi trọng. Đây là cơ cấu phân phối khí mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau, bài 24. Này. Khi động cơ hoạt động thì trục huyễu nó chuyển động quay tròn, piston thì chuyển động tĩnh tiến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại phần bài học vừa rồi. Các em sẽ trả lời các câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài học và sau đó cô sẽ giải đáp. Câu hỏi số 1, đây là câu hỏi trắc nghiệm. Đầu piston có rãnh để lắp xi măng. Các xi măng được lắp như thế nào? A. Xi măng khí và xi măng dầu được lắp xen kẽ. B. Xi măng khí được lắp ở trên, xi măng dầu được lắp ở dưới. C. Xi măng khí được lắp ở dưới, xi măng dầu được lắp ở trên. D. Lắp tùy ý. Câu hỏi số 2. Trong cấu tạo của thanh truyền, đầu to thanh truyền được lắp với chi tiết nào? A. Chốt piston. B. Chốt khuỷu. C. Đầu trục khuỷu. D. Cổ khuỷu. Câu hỏi số 3. Bạc lót hay ổ bi trong đầu nhỏ và đầu to của thanh truyền có nhiệm vụ? A. Tăng lực ma sát. B. Giảm ma sát mài mòn. C. Giảm sức chịu nhiệt. D. Nối đầu to với đầu nhỏ. Câu hỏi số 4. Mã khuỷu dùng để A. Nối cổ khuỷu với chốt khuỷu. B. Nối cổ khuỷu với đối trọng. C. Làm trục quay của trục khuỷu. D. Nối với bánh đà. Câu hỏi số 5. Đây là một câu hỏi từ luận. Tại sao không làm piston vừa khít với xi lanh để không phải sử dụng xi măng? Và cụ thể là phần đầu của piston. Các em sẽ trả lời các câu hỏi này ngay bên dưới phần bình luận. Vậy là hôm nay cô trò của chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nhiệm vụ và cấu tạo của cơ cấu trục huyễu thanh truyền. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.